Bài kiểm tra khắc nghiệt cho huấn luyện viên Kim Sang-sik. Hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp đội Nga và Thái Lan vào đầu tháng 9 sắp tới đều là những phép thử khó khăn, nhưng sẽ giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể khẳng định bản lĩnh trên cương vị mới. Giao hữu giờ đã khác. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam tham gia giải giao hữu quốc tế là vào tháng 9 2022, đội tuyển khi ấy được huấn luyện bởi ông Park Hang-seo đã thắng cả Singapore 4-0 và Ấn Độ 3-0 để đăng quang trên sân Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Không hề quá lời khi nói thầy trò huấn luyện viên Park đã đi dạo đến ngôi vương khi thắng cả hai trận tương đối dễ dàng. Hai trận giao hữu sắp tới vừa là thách thức, vừa là cơ hội để huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện năng lực tính từ năm 2022 trở về trước. Đội tuyển Việt Nam thường đá giao hữu với những đối thủ ngang bằng hoặc thấp hơn đôi chút về trình độ, đứng loanh quanh top 100 như Ấn Độ, Palestine, Singapore, Malaysia hay Indonesia. Những đối thủ nặng ký nhất mà đội tuyển Việt Nam so tài trong giai đoạn này có lẽ chỉ kể được tới Syria, Curaçao, Jordan hay Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ nửa sau năm 2023, khi huấn luyện viên Philip Chu-xi nắm quyền, chiến lược giao hữu của đội tuyển Việt Nam đã thay đổi khi đẳng cấp đối thủ được nâng tầm. Trong loạt trận FIFA Days tháng 10 năm 2023, bên cạnh Trung Quốc, Nguyễn Tiến Linh cùng đồng đội đã thử lửa, liền mạch với Hàn Quốc và Uzbekistan. Thực ra trước đây đội tuyển Việt Nam chẳng phải chưa từng gặp đội mạnh, nhưng những trận giao hữu thực sự chất lượng chỉ diễn ra rải rác, lâu lâu mới có. Còn hiện tại, đội tuyển Việt Nam gặp đối thủ mạnh với tần suất dày đặc, dù nguy cơ thua, đồng nghĩa bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn. Nhưng qua những trận đấu khó, các cầu thủ sẽ có thêm nhiều bài học. Để vươn ra châu Á, đội tuyển Việt Nam không chỉ cần chiến thắng, mà còn dám đương đầu với thất bại, không né tránh khó khăn. Nhìn trên góc độ này, hai trận giao hữu gặp các đội Nga, 5-9 và Thái Lan ngày 10 tháng 9 sẽ vô cùng giá trị với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Màn so tài với Thái Lan giúp hai đội làm nóng và thăm dò nhau trước thềm AFF Cup. Còn trận đấu với đội hơn 82 bậc trên bảng điểm FIFA như Nga là cơ hội bằng vàng để có thể vỡ ra nhiều điều. Bóng đá Việt Nam sẽ hiểu được từ cách tổ chức lối chơi, kỹ, chiến thuật cho đến tâm lý thi đấu của một đội tuyển đẳng cấp World Cup ưu việt như thế nào. AFF Cup 2024, phép thử thực sự cho huấn luyện viên Kim Sang-sik chờ bản lĩnh thầy Kim. Tất nhiên, giao hữu với đội tuyển mạnh chỉ là điều kiện cần để tiến bộ. Đội Indonesia từng đọ sức với Argentina, nhưng không đồng nghĩa thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong có thể lập tức vượt vũ môn. Hay Thái Lan cũng từng đá giao hữu với Georgia, Slovakia cũng vậy. Điều quan trọng là ở những trận đấu chênh lệch ấy, các đội học được những gì? Tâm thế cởi mở để lĩnh hội, tinh thần cầu tiến và khát khao học hỏi mới là chìa khóa để các đội khai thác tối đa giá trị của một trận giao hữu. Nếu đội tuyển Việt Nam không có tâm thế này, có đá giao hữu với Pháp cũng vô nghĩa. Ông Kim cùng các cộng sự những trận đấu khó cũng là thuốc thử về khả năng cầm quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Ông đã triệu tập lực lượng gần tương đồng so với thời của những nhà cầm quân tiền nhiệm như Chu-xi hay Park Hang-seo. Xuất phát từ việc bóng đá Việt Nam thời gian qua chưa thể trình làng nhiều gương mặt mới, dù vậy, dùng lại lực lượng của những huấn luyện viên tiền nhiệm cũng là cái hay. Với bình cũ, nếu huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể điều chế rượu mới, với lối chơi và tinh thần khác biệt, đấy chẳng phải là cách tốt nhất để chiến lược gia người Hàn Quốc thể hiện năng lực hay sao? Gặp đội mạnh như Nga, xác suất thua của đội tuyển Việt Nam không nhỏ. Tuy nhiên, nói như huấn luyện viên Jurgen Klopp với các học trò ở câu lạc bộ Liverpool trước thềm bán kết lượt về Champions League với Barcelona thì, ngay cả khi thất bại, đó cũng phải là thất bại thật đẹp. Sau đó Liverpool thắng 4-0 để lội ngược dòng vào chung kết. Bóng đá không thuần túy chỉ có thắng, thua, mà ngay cả trong thất bại, đội thua cũng có thể chứng minh nhiều điều. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã khởi đầu triều đại của mình ở đội tuyển Việt Nam bằng 2 trận đấu, chỉ với vài ngày tập luyện. Và bây giờ cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ The Aeon Buker Hyundai Motors cũng chỉ có vài ngày để tập hợp đội hình, huấn luyện và lên đấu pháp cho những trận đấu chông gai. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ gặp khó, nhưng cũng sẽ là cơ hội rõ ràng để ông cho thấy mình là người phù hợp với nhiệm vụ vực dậy đội tuyển Việt Nam.